Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyên Thao, Đồ Long Đao và Ý Thiên Kiếm của chị Lan. Trong tiểu thuyết Ý Thiên Đồ Long Ký của tác giả Kim Dung, giang hồ nhiều năm gió tanh mưa máu để tranh giành hai báu vật là Đồ Long Đao và Ý Thiên Kiếm. Với lời nguyền là ai mà sở hữu được cả hai thì sẽ đứng đầu võ lâm thiên hạ. Hàng trăm năm, Đồ Long Đao và Ý Thiên Kiếm lưu lạc qua nhiều cao thủ, nhưng mà không có ai hiệu triệu được thiên hạ như sấm truyền. Cho đến khi vô tình đao và kiếm va vào nhau gãy đôi và rơi ra cái mảnh sắt khắc cái tấm bản đồ hướng dẫn đến cái nơi mà giấu cái cuốn binh pháp, võ mục di thư và bí kíp võ công cửu âm chân kinh. Chuyện đến đây, méo có gì để nói. Cũng trong Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, biết bao nhiêu nhân tài trong thiên hạ đã bỏ mạng chỉ vì bảy cuốn tứ thập nhị chân kinh. Những cuốn sách mà được cho là chỉ dẫn đến yếu huyệt làm tan rã nhà Thanh. Cho đến khi Vi Tiểu Bảo vô tình đoạt được cả bộ. Tìm mãi không thấy bí mật trong bộ sách, Vi Tiểu Bảo trong một phút nóng giận vứt cụ cả bộ vào đống lửa. Ngọn lửa bao trùm rồi rơi ra những cái miếng da ghép lại thì thành cái địa đồ dẫn đến cái huyệt mộ chứa đầy vàng bạc châu báu đủ để chiêu binh mãi mã phản thành phục mình. Chuyện đến đây cũng méo có gì để nói nữa. Tháng 9 năm 2024, trong một phiên xử được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử án kinh tế, bà Trương Mỹ Lan trước tòa điềm đạm nói về số tiền hàng trăm ngàn tỷ mà mặt không hề biến sắc. Đồng hồ, kính bút, kim cương không màng luôn. Nhưng mà xin tòa cho nhận lại hai cái túi da cá sấu bạch tạng để làm kỷ niệm. Khiến Sơ liên tưởng đến hai cái ví dụ trong những câu chuyện của Kim Dung. Hay là các số tài khoản danh sách đồ, địa đồ kho báu, các cái đồ này kia kia nọ là đã được chị Lan là giấu đi. À mà thôi, đến đây thì lại đầy chuyện để mà nói. Tác giả dẫn chứng những cái ta nói là bảo đao bảo bối ở trong truyện kiếm hiệp. Trong khi thị Lan nhà mình đi ra tòa thì vàng bạc kim cương châu báu đồ gia sản không cần gì hết, chỉ xin lại có hai cái túi da cá sấu bạch tạng để làm kỷ niệm mà thôi. Chắc là phải có cái ẩn tình nào đó, phải có cái gì đó giấu ở trong hai cái túi sách da cá sấu bạch tạng đúng không quý vị? Hay là ở trong hai cái túi da cá sấu bạch tạng này có thể là có một cái chiêu thức nào đó mà ghi cụ thể các cái số tài khoản hay danh sách hay là địa đồ kho báu được cất giấu rồi này kia nào, phải không? Thôi, nói đến đây thì lại đầy chuyện để mà nói. Vừa rồi là một bài viết Tiểu Lâm ngắn ngắn của tác giả Nguyên Thao. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết sau.